GoPro Hero 10 chuẩn bị ra mắt với hàng loạt nâng cấp đáng chú ý. Theo một trang Twitter của anh chàng đến từ Đức có tên là Roland Quan, thì hình ảnh và thông số kỹ thuật của GoPro Hero 10 Black đã bị rò rỉ gần như là đầy đủ nhất, và chiếc máy này có khả năng sẽ được ra mắt vào cuối năm nay. Dựa trên hình ảnh cho thấy thì chiếc GoPro Hero 10 này không khác gì máy so với GoPro Hero 9, nhưng mà điểm khác biệt đó là logo GoPro ở phía trước và logo số 10 ở bên cạnh hông được làm màu xanh thay vì là màu trắng của Hero 9. Theo như hình ảnh cho thấy thì GoPro năm nay chỉ có một màu đen và không có màu trắng như mong chờ. Nhưng mà điểm đặc biệt mà chúng ta cần quan tâm đến đó chính là con chip mới nhất có tên là Reaper 2. Nó sẽ cung cấp cho chúng ta cái hiệu suất quay phim đáng kể lên tới 5K3 và tốc độ quay phim lên tới 60 khung hình trên giây. Đặc biệt là quay 4K 120 khung hình trên giây, rất là hữu ích cho cái việc mà chúng ta slow motion. Ngoài ra thì Hero 10 Black cũng có thể quay được ở tốc độ 2K7 với 240 khung hình trên giây, rất là đáng kinh ngạc. Cảm biến hình ảnh mới nhất được nâng cấp từ 20 megapixel lên thành 23 megapixel. Ngoài ra thì những cái tính năng căn bản giống như là Hyper Smooth 4.0 và Tam Quát đều có, khả năng chống nước 10m, điều khiển cảm ứng và giọng nói. Hiện tại chưa có giá bán chính xác. Các bạn hãy cùng chờ xem thử coi là vài ngày nữa coi là GoPro ra thì mức giá nó sẽ tầm khoảng bao nhiêu nha.